nhận định bóng đá Anh với Colombia vòng tứ kết World Cup nữ 2023. Nhận định, dự đoán kết quả bóng đá Anh với Colombia trong khuôn khổ vòng tứ kết World Cup nữ 2023 từ 17:30 ngày 12 tháng 8. Đội tuyển nữ Colombia là hiện tượng bất ngờ nhất của giải đấu năm nay. Không ai nghĩ đại diện Nam Mỹ lại cùng Maroc giành vé đi tiếp khi họ nằm ở bảng đấu có Đức và Hàn Quốc. Tuy nhiên, nếu nhìn lại màn trình diễn của đội tuyển nữ Colombia, sẽ không mấy ai bất ngờ bởi Colombia có sự quyết tâm về tinh thần và tiến bộ lớn về chuyên môn. Ngược lại, các đối thủ của Colombia khó có thể nói đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Hàn Quốc vẫn chưa thể vượt ra khỏi khu vực châu Á, đội tuyển nữ Đức dù là cựu vương thế giới nhưng họ đã sa sút quá nhiều những năm qua. Một mình tiền đạo Alexandra Popp là không đủ để đại diện châu Âu có thể lách qua khe cửa hẹp. Dù vậy, Colombia cũng để thua Maroc, một hiện tượng khác của giải. Nói vậy để thấy, Colombia có lẽ cần một liều thuốc thử hạng nặng để biết chính xác năng lực của họ ở đâu. Đội bóng này vẫn có trong tay những cầu thủ tốt để hy vọng như Ospina, Bedoy hay Ramirez và đặc biệt là tiền đạo Caicedo. Nhưng lần này, đối thủ là đội tuyển nữ Anh. Huấn luyện viên Sarina Wiman có nhiều lý do để tự tin. Đội tuyển nữ Anh chơi không tốt trước Nigeria nhưng không thể vì thế mà xem nhẹ năng lực của nhà vô địch châu Âu. Đại bàng xanh, Nigeria sở hữu nguồn thể lực dồi dào, họ lùi sâu phòng ngự và dựng chiếc xe bus 2 tầng ở phần sân nhà. Đến khi Laurent James rời sân vì thẻ đỏ lãng xẹt, đó là lúc người hâm mộ cảm nhận rõ hơn về đẳng cấp của đội tuyển nữ Anh. Cặp trung vệ Greenwood và Bright thi đấu bình tĩnh, hóa giải mọi đợt tấn công của đối phương và luôn sẵn sàng tung ra nhiều đường chuyền khó tin. Một trận đấu khó khăn cũng có nhiều tác dụng bởi đội tuyển nữ Anh sẽ được thức tỉnh và đôi chân hạ xuống mặt đất. Vòng bảng dễ dàng khiến các cô gái xứ sương mù rơi vào trạng thái hưng phấn. Mất Laurent James là thiệt thòi lớn nhưng Kati Yelem là sự thay thế không tồi. Tiền vệ này thường xuyên được đưa vào sân như một phương án thay đổi cục diện trận đấu. Giờ đây, cầu thủ này sẽ có cơ hội chứng minh năng lực và khẳng định mình đủ sức đá chính ở các trận đấu quan trọng. Đội tuyển nữ Anh vẫn rất mạnh và nếu đá đúng sức, Colombia không phải đối trọng với Russo và đồng đội. Dự đoán, Anh 3, không Colombia. Đội hình dự kiến. Đội tuyển nữ Anh, Mary Up, 1, Thương mại, Alex Greenwood, 5, Millie Bright, 6, Jessica Carter, 16, Lucy Bronze, 2, Keira Wans, 4, Kati Yelem, 20, Georgia Stanway, 8, Rachel Daly, 9, Lauren Hem, 11, Alexia Russo, 23. Đội tuyển nữ Colombia, Herre, 1, C. Arias, 17, D. Arias, 3, Carabay, 19, Guzman, 15, Ospina, 4, Usem, 11, Santos, 10, Bedoy, 5, Caicedo, 18, Ramirez, 9. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.